Vũ mến chào các bạn, hiện tại thì mình đang ở Trà Là nha các bạn. Bữa nay mình ngủ trễ, mình đi lên Phước Ninh không có thấy chiếc xe nào hết á. Mình đi về tới Trà Là thì gặp hai chiếc chiếc Xomega 900 ha, với chiếc béc màu vàng vàng á, đang xuống bánh. Thì ở đây có hai chiếc xe của anh Bích đang vô nè, hai chiếc xe của anh Bích đang vô để dừng nha các bạn. Lâu rồi mình hôm nay cũng gần 20 ngày hai mấy ngày các bạn không gặp lại mấy chiếc xe này. Bữa nay mới gặp lại nha các bạn. Nè, Tú chạy ra sao nè. Rồi, chiếc 76 giờ trời và chiếc 7740 nha các bạn. Đây thì cái chiếc bên là đây là xe của bên của Nhân nè. Nhân ở bên xã Ba nha các bạn. Chiếc Xomega 900 á, chiếc phía sau nè. Thì mấy chiếc này bữa có quay cho các bạn xem hết rồi. Quay rất là nhiều luôn á. Nên giờ mình cũng không nói nhiều nữa các bạn. Giờ mình chỉ quay cảnh anh em giật lên thôi. Vừa qua bờ luôn, vừa qua bờ nó dính nha các bạn. Xe của anh Bích thì chiếc 7740 này là chuyên là bờ đít thùng nha. Ồ, trên một cũng nhiều nha, trên một cũng cả 5 tấn à. Hai chiếc trước chưa, hai chiếc trước, chiếc này là sao nha. Ngay bờ luôn các bạn, ngay đường bờ luôn. Giật lầy mà điện thoại sao nghe. Chắc mình quê điện cho mình quá.
chiếc Sonica 900 nha. Rồi, sẽ lên xe. Ngày mai nhổ đi nữa không? Nhổ đám này luôn hả? Ổng về tính hết rồi chứ ai giờ tới giờ nay còn nhổ. Rồi chiếc phò tăng bò của ảnh vô luôn ha. Chiếc này bữa ra thêm 460, 460 vừa qua này. 460 đúng không? À, chiếc này chiếc nhỏ tăng bò hôm nay nè các bạn. Cái dòng là lẻ này hai cầu không nhìn đảo. Sẵn sàng nha các bạn. Đã luôn các bạn. Nè các bạn coi đường nè. Cái đường xây gớm luôn. Anh nhậu cái đám này ha. Nhậu đám này đi được giữa trước còn hai là hai cái hai bên ha. Tự nhiên mấy bên này cũng mưa các bạn nên nó cắt hơi sâu. Cái đường bờ nè các bạn coi nè. Nó qua bứt cái đường bờ luôn không? Nó cài nó sập bên từ bên kia là lôi qua đây bứt cái đường bờ luôn. Bất đường bờ luôn. Rồi thôi cái video kết thúc đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Rồi chào tạm biệt các bạn nha.